mọi người ơi, dầu gội phủ bạc Mochi nhà em đợt này khách khỏi rần rần, nên là em phải lên ngay cho mọi người một video để hướng dẫn cho mọi người cách kiểm tra hàng chính hãng bên em và hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng sản phẩm luôn mọi người nhé. Thì để kiểm tra hàng chính hãng thì mọi người nhìn xuống bên dưới này có một cái mã vạch, mọi người tải giúp em phần mềm iCheck của Bộ Công Thương về, sau đấy thì bấm vào phần QR này, cho lên đây, check ra đúng sản phẩm là dầu gội phủ bạc Mochi thì mọi người nhận hàng giúp em mọi người nhé. Với sản phẩm dầu gội phủ bạc Mochi thì sẽ có hai loại này, một loại là dạng vòi nhấn và một loại là dạng lược. Đây là dạng vòi nhấn, đây là dạng lược. Đây là hai cái loại này thì đều 500ml, ngoài ra thì có loại 200ml đó mọi người nhé. Tiếp theo thì em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng sản phẩm dầu gội phủ bạc Mochi mọi người nhé. Đối với dạng vòi như thế này thì mọi người cũng chỉ việc là mở nó ra và lấy cái dầu rồi ủ lên trên tóc thôi. Còn riêng với dầu gội dạng lược ấy, thì mọi người giúp em là lắp cái phần lược này thật là chắc và thật thân. Đây, mọi người để ý này, nó khít rồi. Khi nào mà nó khít thì mọi người mới thực hiện tới bước tiếp theo giúp em nhé. Sau khi mà lắp kỹ xong rồi thì mọi người dùng hai tay đẩy nhẹ cái phần này vào bên trong, rồi từ từ tháo ra bên ngoài, rất là đơn giản luôn. Sau đấy thì mọi người bóp nhẹ nhàng, cứ bóp như thế này, dầu nó ra rất đều nhá. Sau khi ra xong ấy thì mọi người lấy cái phần lược này mọi người trải đều lên trên tóc cho em. Sau đấy thì ủ cỡ từ 15 cho tới 20 phút. Sau 15-20 phút đấy mọi người gội lại thật sạch với nước thông thường cho em là mọi người đã có một mái tóc vừa thơm mùi thảo dược lại vừa đen bóng luôn mọi người. Sau khi mà sử dụng xong nhá, để bảo quản tốt nhất thì mọi người sử dụng lại cái vòi này giúp em cắm lại về cái vị trí cũ ban đầu ấy mà em có hướng dẫn mọi người ấy, để lại như thế này là cái dầu đây nó không chảy ra nữa và mọi người có thể bảo quản sử dụng được lâu dài 3-4-5-6 tháng mọi người nhá. Cho nên mọi người yên tâm sử dụng mọi người nhé. Sản phẩm này thì bên em độc quyền bán hàng cho mọi người luôn. Ngoài sản phẩm dầu gội và Mochi ra thì bên em còn có các sản phẩm khác. Nếu như mọi người có nhu cầu tìm hiểu bất kỳ sản phẩm bên em thì có thể để lại số điện thoại hoặc comment để bên em có thể tư vấn hỗ trợ cho mọi người nhé. Rồi bây giờ thì cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.